đôi chút lo âu xuất hiện ở U22 Việt Nam sau màn trình diễn với U22 Lào. Nhưng nếu khắc phục được những lỗ hồng đã lộ ra ấy, đoàn quân của ông Philip Chusie đủ sức giành chiến thắng khi chạm trán với U22 Singapore. Chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá dự đoán kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 SEA Games 32 năm 2023 trên kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây là nhận định dự đoán tỷ số trận đấu giữa U22 Singapore và U22 Việt Nam. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2023, không thực hiện chính sách nhập tịch bóng đá Singapore trở lại với thực tại yêu thế ở khu vực Đông Nam Á. Trước thềm SEA Games 2023, Singapore đã tổ chức giải Merlion Cup 2023 để đánh giá năng lực của đội U22 nước này. Và thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Philip AVK không cho thấy tín hiệu lạc quan nào khi thua cả U22 Campuchia lẫn U22 Hồng Kông trong cả hai trận đấu. Ở trận ra quân tại SEA Games 2023, U22 Singapore thua nhà U22 Thái Lan với tỷ số 1-0. Và... Tất nhiên U22 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho huy chương vàng, vì thế một trận thua với cách biệt không quá lớn là chấp nhận được để U22 Singapore hy vọng vào kết quả khả quan ở những trận đấu tiếp theo. Cũng cần nói thêm rằng, bộ tứ phòng ngự gồm hậu vệ phải Bill Mama Do cặp trung vệ Andrew và Kiran cũng như hậu vệ trái Adam FC bọc lót cho nhau không tốt, tạo khoảng trống cho U22 Thái Lan ghi bàn. Ở hai bàn thua đầu tiên, U22 Singapore thất bại trong các pha chống bóng bổng và phối hợp bật tường của đối thủ. Trong lúc đó, khả năng tấn công của U22 Singapore không đáng ngại bàn thắng duy nhất của họ chỉ đến từ lỗi của thủ môn U22 Thái Lan. So về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U22 Singapore trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, chiến thắng 2 không trước U22 Lào không thực sự đem đến cảm giác sướng cho giới mộ điệu cũng như chuyên môn. Lý do là vì đội U22 Việt Nam chơi chưa thực sự thanh thoát. Các pha tổ chức hãm thành chưa có sự kết dính cao nên không quá khó để U22 Lào hóa giải. Hai tiền vệ trung tâm vẫn chưa kiểm soát được tình hình để có lúc khiến cho khung thành của U22 Việt Nam rơi vào thế cho rào khả năng tấn công bên trái chưa thực sự hiệu quả khi rất ít tạo được những đường truyền hay khuấy đảo được hàng phòng ngự của U22 Lào. Đây là một trong những vấn đề cần điều chỉnh nhất của U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U22 Singapore. Dù cũng có thể, huấn luyện viên Philip Chu không đánh giá quá cao U22 Lào nên chưa bung hết những quân bài chủ lực vốn có. Về phía đội khách, ba con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad đang trở thành rừng, cột của bóng đá đảo quốc tư từ. Trong đó, Ihan Fandi vẫn đủ tuổi dự SEA Games 2023. Tuy nhiên, chấn thương dây chẳng đầu gối hồi đầu năm 2023 đã khiến tiền đạo 20 tuổi này không thể hiện diện cho đội hình của U22 Singapore. Mất chân sút chủ lực này là một thiệt hại vô cùng to lớn đối đội bóng đảo quốc sư tử. Không có sự phục vụ của Ihan Phan đi huấn luyện viên Philip AVK đành phải kỳ vọng vào những cầu thủ đã từng tham dự SEA Games 31 ở Việt Nam như Rockdale MAVE hay hay U22 Singapore thường chơi với sơ đồ 4, 5, 1 khi ra xa giữ vai trò tiền đạo cắm, tiền đạo cao đến 1m95 là Jock đang được đẩy ra đá vị trí tiền vệ biên trái nhằm phát huy tốc độ và sức mạnh của cầu thủ gốc Nigeria. Tuy tập trung số đông ở trung tuyến nhưng U22 Singapore vẫn lép vế so với U22 Thái Lan về khả năng kiểm soát bóng, dẫn đến sức ép cho hàng thủ là khá lớn. Trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại, 7 cầu thủ gồm Văn Chuẩn, Tiến Long, Duy Cương, Tuấn Tài, Không Đến, Văn Đô và Văn Tùng từng giành huy chương vàng SEA Games 2021. Trong đó, Tiến Long, Duy Cương, Tuấn Tài, Văn Tùng cùng với Văn Cường, Quốc Việt, Xuân Tiến, Quang Thịnh, Ngọc Thắng và Minh Trọng đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á à ở Campuchia ngay tại sân Hoàng Tử mà U22 Việt Nam đang thi đấu. So với trận gia quân gặp U22 Lào, U22 Việt Nam có thể có một vài điều chỉnh khi tung ra sân những cầu thủ có lối chơi hiệu quả và nguy hiểm hơn đơn cử như Văn Khang, cầu thủ có khả năng tạo nên đột biến trong vai trò của một tiền vệ cánh trái, hoặc Xuân Tiến, người cũng đảm bảo cho khả năng kiểm soát bóng cũng như phát động tấn công ở giữa sân tốt hơn, có thể nói dù đánh bại U22 Lào với tỷ số 2 không, nhưng U22 Việt Nam vẫn cho thấy một số sai sót trong cả tấn công và phòng ngự. Vì thế, sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi là rất cần thiết, nhưng một khi đảm bảo tốt được hai yếu tố này, sẽ không quá khó để U22 Việt Nam giành chọn 3 điểm trước U22 Singapore. Từ những phân tích trên tin bóng đá dự đoán kết quả U22 Singapore sẽ thua 0-2 trước U22 Việt Nam. Được biết trận đấu giữa U22 Singapore và U22 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2023 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 32 diễn ra tại Vương quốc Campuchia. Theo bạn giữa U22 Singapore Z và U22 Việt Nam, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.